Rồi tiếp tục xuống phần product lead này thì sao đây? Phần product lead này nó sẽ phải gì? Nó sẽ phải kế thừa được cái thằng cha. Đây. Thì hiện tại nó đang kế thừa được rồi đây các bạn này. Nhìn thấy chưa? Vì chúng ta đang đặt chung class. Đây, class của nó đây các bạn, nhìn này. Đây. Đây, anh sẽ mở hết ra các bạn nhìn này, đó, nó đã kế thừa được rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhân sản phẩm lên. Ở trên 5 bây giờ chúng ta sẽ có dưới 5. Đó, 15 sản phẩm 3 hàng như thế này đi. Đó. Bây giờ các bạn mới thấy vấn đề này. Đó, ok chưa? Khi mà nó có 15 sản phẩm vì nó đang mang display flex cái này này. Đang mang display flex nên là nó cứ nằm một hàng như thế này thôi. Chúng ta phải grab nó lại. Mà cái LI này của chúng ta đã có kích thước cố định rồi nên khi grab cứ vượt quá kích thước là nó sẽ thế nào các bạn? Nó sẽ xuống dòng. Nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng flex grab. Flex grab. Nó sẽ là grab như thế này. Đó. Ok chưa? Thì chúng ta quay trở lại cái dòng 134 để chúng ta định nghĩa cho nó. 134 trong CSS này. Để chúng ta định nghĩa cái này. Đây. Được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Nó sẽ nằm đúng với cái chúng ta cần. Cái này thì anh để phát sinh vấn đề thì anh đưa cái này vào đấy. Đây, để các bạn hiểu. Nếu mà anh đưa ngay từ lúc đầu vào thì các bạn chưa nhìn thấy tại sao chúng ta lại dùng flex grab ở đây. Nhưng bây giờ thì các bạn hiểu rồi đúng không? Rồi, tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ đi tiếp. Đây. Chúng ta sẽ tạo ra khoảng cách giữa các ảnh sản phẩm với nhau trên và dưới thì chúng ta sẽ đặt nó ở đây như thế này. Các LI này nó sẽ merge in tầm một cái khoảng ví dụ 10 pixel. 10 pixel vẫn hơi ít nhỉ. Yeah. À đây là promotion, sorry các bạn. Thì quay trở lại cái phần sản phẩm 134 giữa các sản phẩm này chúng ta sẽ để khoảng cách xem. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái khoảng cách như vậy. 25 đi. Có vẻ đang không nhận đúng các bạn nhỉ? À có nhận, có nhận. Margin bottom đây. Được chưa? Anh sẽ để 45 pixel. Đó. Các sản phẩm với nhau thì anh sẽ để khoảng 45. Thế này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý phần này thôi. Phần này thì đơn giản rồi. Từ cái product list future này. Đây. Từ cái future product này các bạn nhé. Chúng ta sẽ định nghĩa vào H2 và small như thế này. Future product. Đây, được chưa? Định nghĩa vào H2. Tách align center là xong. Được chưa? Đó, các bạn định nghĩa cho nó một cái màu. Vẫn là màu số 3 thôi. Được chưa? Tách transform lên. Tách transform uppercase color sẽ là màu số 333. 333 như thế này. Được chưa các bạn? Và thẻ small tương tự. Chúng ta sẽ là display block đã. Vì nó là small mà. Sau đó thì chúng ta sẽ tách align center. Đó. Được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái color. Nó là màu của logo.
Anh sẽ lấy màu màu này. Đó, không sai. Chúng ta để khoảng 12 pixel. Giả sử như vậy. Thì chúng ta sẽ được cái nội dung này các bạn nhé. Và các bạn đặt một cái khoảng cách cho nó. Ví dụ ở đây, chúng ta sẽ đặt một cái gọi là line 2 cho thằng này khoảng 30 pixel. Margin top cho phía trên khoảng 50 pixel. Đó, được chưa? 5 hoặc 60 cho thằng này. Margin top 60 pixel cho thằng trên và margin bottom cho thằng dưới 30 pixel. Đó. Thì chúng ta sẽ được khoảng như thế này, 50 pixel đi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ có phần future product như thế này. Chúng ta đã xong được phần này rồi đấy. Ok chưa các bạn?